nói về game multiplayer thì chúng ta có rất nhiều loại đúng không? Chúng ta có MMO này là kiểu như một cái room khổng lồ rất nhiều người tham gia với nhau, cỡ 1.000, 2.000 người cùng tham gia. Uh, Battle Royale thì 10, à, 100 người. Uh, uh, kiểu như là Dota thì là 10 người, CSGO thì khoảng 8 người, Diplo thì khoảng 4 người, đấy, kiểu như vậy. Thì Photon nó cũng hỗ trợ được khá khá vào mỗi một thể loại game hay mỗi một nhà phát hành hay một develop development game ấy thì họ có những cái chiến lược để cho người chơi tìm phòng khác nhau và Photon nó gọi người ta gọi thuật ngữ chuyên ngành là design out of the box, có nghĩa là Photon nó không quan tâm nó không thiết kế cho một thể loại nào mà nó đưa cung cấp công cụ để chúng ta có thể tùy biến để ra một cái gameplay nào sao người trải trải nghiệm người chơi tốt nhất. Và chính vì cái sự linh hoạt của Photon mà đôi khi anh em sẽ rất khó để tìm hiểu Photon bởi vì khi anh em khi anh em làm một con game nào đó thì anh em đã có sẵn gameplay trong đầu rồi cho nên là khi anh em ngồi xuống anh em cứ nghĩ rằng ở photon nó sẽ phải phổ hỗ trợ tốt cho tôi cái thể loại này không photon nó hỗ trợ tất cả và chúng ta phải sử dụng những cái photon có để biến tối làm sao ra được gameplay mà chúng ta muốn và để đấy chính là cái khó và đấy chính là cái mà nhiều anh em bị rối hay là bị ngợp bởi vì cái, cái 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 độ linh hoạt quá sức của photon thì hôm nay mình cũng chỉ cover được một số tình huống cụ thể ấy và đó là gì? Đó là việc chúng ta sau khi join room làm sao chúng ta start game đúng không? Và chỉ một cái nút thôi. Hôm nay chỉ nói đúng một nút thôi nhưng mà nó rất nhiều vấn đề. Ok. Bây giờ đầu tiên là thế này nè. Sau khi tạo room xong thì chúng ta biết rằng là chúng ta sẽ tự động join room luôn. Thì câu chuyện ở đây là sau khi tạo room join room xong chúng ta có vào game ngay lập tức hay không hay là chúng ta phải bấm start game thì nó mới vào game. Đấy là đấy là những cái 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 cái, cái sự khác biệt nhá. Và ở đây mình đã có một cái code sẵn như thế này. À, đây đầu tiên là chọn login đi, à, không bao giờ từ xem nào, login không, ở trong room khi mà chúng ta uh, create room hay là join room đúng không, thì chúng ta sẽ đây photon join room và đây là join room này đây là on join room đây đúng chưa? thì câu chuyện là khi join room chúng ta có start game luôn hay không? thì bây giờ mình sẽ giả dụ trường hợp là chúng ta start game lên và chúng ta không tự động join room thì chúng ta sẽ xem chuyện gì xảy ra nhé và ở đây mình có làm một cái bạn build rồi bây giờ mình sẽ build lại đấy, cái clip này có thể mình sẽ làm hơn 10 phút nhưng mình không quan tâm quan trọng là phải truyền tải cho anh em đủ kiến thức đấy bây giờ mình sẽ build ra và trạng thái hiện tại ở đây là gì? là chúng ta uh, uh, create game à, uh, game nhưng mà không start game start game là một cái nút riêng nhé start game là một cái hàm riêng này à, start game là một cái hàm riêng này và cái hàm này nó sẽ nằm trong cái nút start bên này đúng chưa bây giờ mình sẽ thử cho anh em xem đây, đây là bản build mới nhé mình có gắn hai kênh để cho nó khác biệt này thì bây giờ mình start game ở đây và chúng ta có một cái uh, thử nhá đây lên này đúng không bây giờ nhá mình log in game này đây là log in game này và mình con này nó create room nhá xong rồi chơi room này nhưng mà mình chưa có start game đúng chưa và bây giờ mình sẽ play game lên này bên này đây là, đây là con game thứ hai nhé đây là con game thứ hai này mình cũng lock in game này và con này thì mình không có create room mà mình choi room đây mình cho cái room này đấy là cả hai cái này đang ở trạng thái choi này tức là tức là cả hai người về mặt network cả hai người đã choi vào cái room đấy rồi nhưng mà chúng ta chưa start game những dạng như là ờ uh, chúng ta bắt tay với nhau nhưng chúng ta chưa chưa vào game thì bây giờ mình sẽ cho một bên choi game ví dụ như ông nội này ông nội này là ông cho game thì nếu như anh em 8 ít đời đầu hay 9 ít thì anh em còn nhớ những game hồi xưa như là game bao hay là gì đấy là khi mà người ta bắt cặp với nhau xong thì thằng chủ phòng nó phải bấm start game thì chúng ta mới vào game đúng không? Đấy con xếp hồi xưa còn bây giờ nó hỏi là tự động thì chúng ta làm đó như thế nào? Thì đây mình start game này bạn start game này lúc đó thằng bên này cũng sẽ vào luôn thì chúng ta làm cái việc đó như thế nào? Cách là như sau thì thằng chỉ có thằng chủ phòng đây là đây là nút start game này cái nút này nó sẽ gắn liền với lại cái nút hồi nãy chúng ta nhìn thấy ngoài này này đây, này, này thì cái nút đó lúc này nó gắn vào thì gắn như nào thì anh em quá quen nha gắn nút vào function thì dễ dễ, dễ, dễ không? không nói nhá thì đây thì cái hàm start game này tạm thời mình vẫn để trong cô tông room vì chúng ta vẫn đang ở trong cái room đấy thì sau khi start game xong thì chúng ta sẽ kiểm tra xem cái người bấm start game có phải là chủ phòng hay không đấy. bởi vì có nhiều trường hợp là 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 cái giao diện hoặc ở đây thật ra là đây là cái UI để đi cho nên là sẽ có tình huống là chúng ta là là vậy nha và chúng ta để mình mình phải demo lại đây hôm nãy hồi nãy các bạn thấy trường hợp thằng này là chủ phòng nó bấm start game thì nó vào được rồi thì đó chính là cái hàng thế nhất này nếu như chúng ta là master client, chủ phòng chính là master lên tất cả những cái room tất cả những photon network pool uh, nó có một khái niệm là master calen là chủ phòng thì nó mới được phép load cái game lên à, đây cái cái này là photon load level nó tương đương với lại app application load scene ấy nhưng mà thay vì đối đối với game online thì chúng ta phải dùng cái này chúng ta không dùng application load scene nhá rồi thì chúng ta load, load cái sim chúng ta cần thì load sim nào thì ở đây mình có tạo hai cái sim này thì cái sim game này này nó chưa có gì hết nó trống rỗng nó gì cả nhưng mà để chúng ta hiển thị biết là nó vào game tại đây ví dụ các bạn xem nhé đấy nó chỉ có như vậy thôi nó chưa có multi gì ở đây hết nhưng mà để chúng ta biết là thực hiện cái việc load game rồi có lẽ clip sau mình sẽ nói về cái này sau ok chưa rồi là chúng ta sẽ kiểm tra cái nút start này, này sẽ kiểm tra cái người bấm có phải là master chủ phòng hay không nếu không phải thì nó không cho load sim đây mình sẽ demo cho anh em thấy là khi mà người bấm không phải là chủ phòng thì chuyện gì xảy ra nhé giờ chúng ta sẽ làm lại này đấy nói chung cái này phải thử nhiều lắm play game lên này thằng này cũng play lên này đấy, thằng này bây giờ bây giờ cái thằng cửa sổ ngoài game build sẵn này nó vẫn là chủ phòng nhá nó create room này đấy nó lên là chủ phòng nhá thì thằng này cũng vào này cũng login in này đấy nhưng mà thằng này ở vai trò là choi thôi thì thằng này bây giờ nó choi rồi nhưng nó không phải là chủ phòng cho là khi bấm start game ấy thì chúng ta thấy gần cái warning in là bạn không phải là master client tức là ở đây này đấy, chúng ta kiểm tra này đấy thì cái chuyện start game nó chỉ là như vậy thôi nhá và thì mình sẽ demo lại cho anh em xem bây giờ mình sẽ thêm một thêm một thằng nữa ấy bây giờ chúng ta có uh, thằng này là chủ phòng trên góc cùng này ấy, thằng editor này là người choi này rồi một thằng khác ấy, bao nhiêu thằng không quan trọng ấy nó cũng choi vào cái room này đúng chưa ấy rồi đang cho hết ba thằng này bây giờ mình sẽ start ở đây thằng chỉ có thằng này mới mới thằng này mới start được thôi thì start anh em xem là thằng này cùng vào luôn này Đấy, thì làm sao làm được như vậy? làm sao làm được? để một thằng này cũng choi vào thì mặc định nó không có em mà mặc định thì tất cả những cái thằng này này, à, tất cả những cái thằng trong game này hay ý là anh em là game của anh em ấy là ở cái phần chỗ này này, đây, chỗ cái chỗ mà trước khi connect vào server ấy, anh em bật một cái setting gọi là auto, uh, auto, auto gọi là auto xin xin tức là khi mà thằng master nó vào phòng thì tất cả sẽ vào theo thì đấy là là là, là auto. còn nếu như anh em mà tắt cái auto này á, anh em mà tắt auto này ấy, thì tất cả mọi người phải thủ công đi vào game bằng cách là tự bấm tự bấm sạc thì cái đấy mình nghĩ là nó cũng tùy như mình nói đấy, nó cũng tùy gameplay anh em cho phép người ta làm như vậy hay không phải chứ thì nếu như anh em quyết định là người chơi phải tự vào phòng chứ nó không có đồng bộ với lại thằng chủ phòng thì có anh em phải tắt cái này đi và và bên này anh em phải cho người ta uh, load level người ta cho người ta load level khi máy nhưng mà như mình nói nhé tùy gameplay chúng ta sẽ tùy tùy chỉnh là cái thứ nhất rồi để mình xem còn vấn đề gì nữa không nhé là cái thứ nhất nhá rồi tuy nhiên này có những trường hợp nếu như bây giờ anh em chúng ta không 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 bảo là không muốn phải start game mà là vào tự động luôn thì sao đúng không? ví dụ như bây giờ uh, uh, game này bật lên sẵn này, đây có một người bật lên sẵn này, tức là game đang chạy sẵn rồi nhé, đây này. ví dụ như bây giờ là hai thằng đi, đấy có có thằng này nó tạo phòng, đấy, thằng này nó tạo phòng, thằng này uh, một thằng khác, đấy cũng choi uh, phòng đúng chưa? và hai thằng này đang chơi với nhau, đấy bây giờ cái thằng thứ ba tức là người, vào sau tức là sẽ có quy tắc là là cho phép người chơi choi vào giữa game đúng không thì cũng như vậy cho vào giữa game game kể như là battle royale room 100 người thì không cho chúng ta cho ở giữa nhưng có những game cho chúng ta cho ở giữa thì cái này vẫn đáp ứng được anh em, em nhé hai thằng này đang chơi với nhau này đúng không thì bây giờ thằng thứ ba này vào nó lock in xong này đấy bây giờ nó choi này đấy tự động vào game luôn bởi vì chúng ta có cái setting là auto auto như thế này đúng không? thì cái chuyện này chúng ta bật tắt tùy theo design của anh em nhé nó rất nhiều vấn đề cho nên là mình sẽ không 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 không, không chi tiết cụ thể rồi mình cố gắng cô cover càng nhiều càng tốt rồi đấy là cái về vấn đề choi room thì bây giờ mình sẽ thử một cái à, giải pháp khác đó là chúng ta không dùng nút start mà là start game tự động luôn đấy ở đây thử tắt đi nhá, rồi bây giờ mình sẽ build lại một cái bảng như này là thay vì chúng ta có nút à, thay vì chúng ta có nút bấm nút start đúng không? Bây giờ chúng ta không cần bấm nút start mà chúng ta Choi Room là chúng ta tự động start game luôn thì đây như thế này thì ở đây chúng ta sẽ phải sửa lại cho nó một chút đấy vì nó vì nó không thủ công nữa thì chúng ta sẽ như thế này đấy. Đấy, bây giờ mình sẽ build lại cái bảng này Để nó load script đi rồi chúng ta sẽ build lại build setting này đấy điều em lưu ý là khi mà build phải add hai cái scene vào nhá không là nó không load được đâu những cái này là những cái cơ bản của Unity rồi đấy build sin này Đấy, xong nhé, bây giờ chúng ta thử này, thì thằng này nhá, nó sẽ tự động vào luôn, sau khi cho luôn để mình, đây, rồi ai này, đấy. thằng ta thằng này cứ vào, cứ vào trước đi, tại vì, tại vì có những game như là uh, uh, As For remnant hay là những con game remnant đấy, là cái người, cái người chơi ấy họ tạo ra thế giới, họ vào họ chơi một mình, đấy xong rồi người khác chơi vào sau đây như hợp hôm này nhá là chúng ta tạo game chúng ta tự chơi Tức là bây giờ người chơi họ tự tạo thế giới họ tự chơi giống như gassin park gassin park thực chất là cái người chơi game solo là tạo ra tạo ra một cái phòng rồi tự chơi với họ tự chơi một mình rồi bây giờ lúc đang lúc chơi á thì có một người khác phải một người khác xin tham gia vào cái thế giới của xin park đấy là người thứ hai này đấy cho họ lock in game này họ chọn chế độ là tìm cái room khác để chơi đúng không thì họ thấy cái room ờ họ thấy có cái room này họ chơi vào đây lợi động họ tham gia cái thế giới đó luôn các bạn thấy không đây là cách thứ hai để chúng ta triển khai game và có rất nhiều cách như vậy và ở đây mình chỉ cover được một số trường hợp cơ bản như vậy thôi ờ à, thế nhá clip sau mình sẽ bắt đầu uh, xây dựng cái tính năng ở trong cái Xin uh, photon game này ví dụ như là hiện danh sách những cái người chơi ở trong 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 room này thế nhá chào mọi người